ốc. Dạ. Có tiền đâu ấy. Trời ơi. Ăn ốc rất đau bụng quá. Ăn ốc giết đau bụng quá. Ừ. Rồi gạo đâu chú ăn? Nhiều khi có tiền mua không có, có thể giúp đỡ. Dạ. Chú có số điện thoại không? Không có tiền để mà mua điện thoại luôn ha. Và thấy ở dưới một dạ cầu này có một cái ông chú này, ông đang sống ở trong cái căn nhà dạ cầu như thế này. Đây, căn nhà của chú là ở dưới dạ cầu như thế này. Ở bây giờ mình sẽ qua bên đó mình sẽ tìm hiểu. Và ở đây là cầu Thiện Mỹ hay còn gọi là cầu Tràm Ơn. Và đây là cái cây cầu Thiện Mỹ bắc ngang cái một cái con kênh như thế này. Đây là cái con đường để mà xuống cái nơi của chú ở. Dạ. Nghe nói chú đang ở dưới này, chú đang nhậu. Đây là cái đường đi xuống của chú này nè. Cái cầu này là người ta bắt để mà đi, người ta đi. Dạ. Dạ. Dạ con chào chú. Dạ chào chú. Chú đang nằm nghỉ hả? Lên đi chú. Con để dép dưới này. Dạ, mang lên cũng đủ. Ăn luôn đi. Dạ, thôi được rồi. Chú đang nghỉ trưa hả chú? Dạ, mà thôi thích rồi, thích từ giờ đó. Vậy hả? Dạ. Ngồi gì hả, sao? Chú ngồi, dạ chú muốn ngồi thì ngồi, chú muốn nằm thì nằm. Vậy là sao? Ồ, chú sống ở dưới dạ cầu này lâu chưa? 3-4 năm. Dạ. 3-4 năm, có một lần chú kia lại quen lần. Dạ, 3-4 năm rồi. Rồi chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, năm nay là 68 tuổi. 68 tuổi, hàng ngày chú làm cái gì? Cũng khổ quá chú, bán số tiết, bây giờ bệnh tới giờ bắt đầu bán mỏ không thẳng có sạch đẻ rồi bán số tiết. Khỏe thì đi bán vé số, còn không khỏe thì ở nhà. Vậy hả? Dạ. Chú sống gì mưa có tạt không? Không có, thầy dừng ấy lại. Ngày ngày cô chú anh chị thấy ở đây là ở dưới dạ cầu. Ở đây là cái miếng 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 hoàng để dừng. Ở dưới này chú thắp đèn bằng gì? Đèn trong, đèn dầu. Đèn dầu hả? Con thấy có đèn dầu nè. Ở trên đây là chơi dầu ăn hay gì chú hả? Chơi dầu thắp tương, hả? Tương, tương, chơi dầu nước tương nữa. À, dạ, con thấy nó bị đen hết rồi. À, chú không. Sống ở đây lâu lắm rồi hả? Dạ, cũng cả 4 năm mấy. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 68 tuổi. 68 tuổi. Rồi chú có vợ con gì không? Không. Không có con luôn? Không. Trước đây, trước khi mà chú sống ở dưới dạ cầu này, chú ở đâu? Nhà em kể rồi kia, nó ở đó chú vợ, rồi có vợ con, buộc đầu tôi kiếm chỗ và ở vợ con, nó ở rồi, ở chung cũng khó lòng. Ở dưới đây có một cái giường. À, có cái giường rồi. Dạ. Rồi mưa này, con thấy bên đây nè, chú dừng cái miếng bạc này, mưa bên đây nó tạt không? Nó không tạt mà rách chân à, rầu nó rách chân, 4-5 năm rách. Tối chú ngủ ở đây luôn hả? Ngủ đây luôn. Đây nè. Tối chú ngủ đây luôn. Dạ. Ơi, con thấy mưa này chắc có lẽ là nó tạt nè chú ơi. Tạt, vì nó đất thì nó hơi tạt. Đây là cái hoàn cảnh của chú. Chú là chú tên gì không quên? Tên Còn, Ba Còn. Chú Ba Còn. Dạ. À, chú nấu ăn, nấu uống ở đây luôn. Đó. Đây là đồ đạc của chú đây hả? Dạ. Là chú nấu bếp củi. Củi. Ở đây thì nó có hôi không chú? Không hôi nha. Cũng rồi chú sẽ hàng ngày thì chú tắm vệ sinh đồ ở đâu? Đây thì chú bến. Chú xuống bến chú tắm hả? Con cầu đó. Trời ơi, chú xuống cầu chú tắm. Rồi vệ sinh ăn uống rồi trên này hết. Tối thì thắp đèn dầu. Đó, cái đèn dầu. Đó, các bạn thấy các cái đụng đầu nha, coi đụng đầu chú. Dạ, dạ. Các sinh hoạt thì chú đều gom trong một cái dạ cầu như thế này. Dạ. Trước đây ai bắt cái này cho chú? Cái cầu hả? Không ai bắt ở dưới cái của anh em xuống lại làm tiếp giùm. Làm tiếp giùm. À. Đó. Ai cả. Hôm nay chú không đi bán nữa hả chú hả? Mấy tháng rồi, sáng nay chú ăn cơm gì?
mò ốc ăn hả? À, sáng nay thì chú đây là đồ ăn của chú đi hả? À, đó, đó. Ốc hết rồi, rửa chén rửa tô hết rồi, cơm với cơm. Cơm của chú. Dạ. À, bên đây cái nồi gì đây? À, cái nồi như có cá gì vậy? Gia tài của chú là có hai cái nồi này đó hả? Ba cái nồi. Rồi mà chú nấu bằng củi luôn. Hậu lắm rồi. Chú không có vợ con gì hết lâu từ đó giờ hay là có rồi thôi rồi? Hồi đó có rồi thôi. Lâu rồi. Chú mấy bao gần qua được năm nay rồi. Thôi lâu chưa chú? Thôi có hai mấy ba chục năm. Có ba chục. Chú có con không? Có được đứa gái rồi mà ở đâu với mẹ từ nhỏ tới lớn đó. Dạ. Mẹ nó gả một Bình Dương. Chú không biết nhà, không biết chỗ, nó không biết chú đâu. Không biết chú ở đâu luôn. Không biết luôn. Quê của chú là ở đây luôn hay gì? Ở đây mà chú không biết nó không biết biển trồng á, chú ra là nó biết. Rồi, con thấy nhiều người sống đi, người ta sống nhà 1 mét rồi có, nhưng mà thấy chú đặc biệt là sống ở dưới dạ cầu như thế này. Tối rồi xe ở trên đó nó chạy rồi, nó có làm ảnh hưởng đến chú không? Hơi nghe tiếng nổ xe, nó xe nặng quá đó, cái tiếng cho nhẹ thôi, xe nặng hơi đúng rồi, chú có giật mình không? Không, cũng bình thường. Nhưng mà cái xe nhẹ không có xa, mấy xe nặng đó. Dạ. Lớn xe đồ nặng đó. Xe tải đồ đó. Ừ, nó hơi rúng rúng. Dạ. 4-5 năm hả chú hả? Ừ, 4-5 năm. Hằng ngày chú bán được bao nhiêu tờ giấy số? Đó là 120. 120 tờ. Đây là nước này đã chú sinh hoạt, chú múc ở dưới sông lên hay gì? Không. Chú không có uống nước lọc luôn? Không. Nước này chú múc ở dưới sông rồi chú lóng phèn lại hả? Ừ, không. Nấu nước này cũng dưới sông luôn. Rồi nước nó ô nhiễm rồi sao? Thấy không sao, thấy không sao. Dạ, dạ, thấy mình sao ăn ngày thì chú mò ốc ăn. Nhiều khi có tiền thì mua cá dụng dụng rồi bán, thì không có thì mò ốc. Dạ. Có tiền đâu mấy. Trời ơi. Ăn ốc rất đau bụng quá. Ăn ốc rất đau bụng quá. Ừ. Rồi gạo đâu chú ăn? Nhiều khi có tiền mua không có, có thể phải giúp đỡ. Dạ. Chú có số điện thoại không? Không có, không có tiền đâu, không có tiền đâu. Không có tiền để mà mua điện thoại luôn ha. Ừ. Okay. Chú còn 63 tuổi rồi. À, 68. 68 tuổi rồi. Dạ. Sống nay cũng được 5 năm ở dưới chân cầu này. 42 năm. Chú có bệnh hoài nhiều không chú còn? Cũng không, không bình thường, với lại là cái dưới chứa dưới tắm cũng là nóng bệnh dưới đầu rồi, bài bãi thôi à. Dạ, cũng khỏe ha. Ho rồi thương thương, nóng bệnh thì bài bãi thôi à. Dạ. Uống vài thằng thuốc đó. Dạ, con quay hôm nay thì để cho người ta biết cái cầu này là kêu cái cầu gì chú? Cầu Dàm Tràm Ơn. Tràm Ơn. Tràm Ơn. Cầu Dàm Tràm Ơn. Dàm. Lúc nãy thì con đi con hỏi là cái cầu Thiện Mỹ thì người ta không biết. Cầu Thiện Mỹ là cầu này nó là tại người ta ba hùng tiền người ta bắt đó. Dạ. Ta làm lập rõ là xã hội ta bắt, ta đặt lên ta luôn. Chứ dạ. Cầu này chúng ta hồi đó tới bây giờ là cầu Dàm Tràm Ơn ta mới biết. Khi các cô chú anh chị tìm đến nhà cổ chú còn 68 tuổi, hàng ngày đi việc bán vé số thì chú sống ở dưới cầu Dàm Tràm Ơn. Đúng. Hay còn gọi là cầu Thiện Mỹ ở ấp Mỹ An 2. À, xã Mỹ Hòa Hưng. Đúng. Thành phố Long Xuyên. Đúng. Tỉnh An Giang. Đúng. Để tìm đến ngôi nhà của chú. Đúng. Nãy con thì tìm đến, con phải đi cái đoạn đường rất là, con hỏi cái cầu Thiện Mỹ là người ta không gành. Không gành. Người ta không biết. Đó hồi đó là cái tên tuổi nó là cầu đụng đụng đầu đụng đầu. Dạ dạ. À thì đụng vậy. À mà cầu Dàm Tràm Ơn là dạ. Hồi đó giờ. Dạ. Cầu Thiện Mỹ là mấy bà người đạo hùng bắt đó. Dạ. Đặt tay bả luôn. Rồi người ta cho gì ở chú, cho chú ở đây người ta không đuổi chú hay sao? Thấy rồi rõ rồi, cô không có đuổi. Không đuổi hả? Ừ. Tôi đâu có chỗ mà ở, người ta cũng thương. Người ta cũng thương không có chỗ. Ừ, có mày đơn tôi nữa nè. Anh dạ. Bạn này qua anh bạn lâu lâu để chơi. Dạ. Rồi con thấy ở trên này nè, ở trên này là lâu lâu là chú nãy chú nhắc mình là ở trên này lâu lâu không có thì nó sẽ đụng cái đầu. Đứng lên là sẽ đụng cái đầu. Đụng cái gà cầu này đụng sẽ ơi đầu nè, u đầu luôn, cái đụng qua u đầu qua. Qua sĩ chú. Ở đây là cái xóm này ra cái con kinh này bắt ra ngoài kia là sông hả chú hả? Không. Sông lớn ở đây là cái kinh. Làm nó làm cho nó ngoài á. À dạ. Đây là quê hương của Bắc Tôn. Dạ, đây. Dạ. Nhưng mà quê Bắc Tôn luôn, thả Bắc Tôn mà. Dạ, đây là cái thấy cái hoàn cảnh của chú. Bên đâu ở đâu có bị thánh này mới ăn. Thôi con thấy ở ngay chỗ của chú ở nè. Có đụng đâu à? Dạ dạ con không có đụng đâu. Gì hết gì nữa. Con bé nè. Dạ dạ. Thấy ngay chỗ của chú ở thì bên đây là các cô chú anh chị thấy là bên đây một cái miếng màng. Còn bên đây là được ấy một cái dần một cái miếng bạc nó đã cũ nát rồi.
Rồi bên đây nó bên đây thì không đạt thì chắc cũng không sao. Không sao, chú hàng ngày nấu cơm củi. Rồi bên đây nó có tạt qua không chú? Không tạt, thì là hai bên này nè. Dạ. Làm sao tạt, cút bển người ta cút tổng tạt được. Rồi giờ thời gian sao mà người ta đuổi chú rồi, chú đi đâu? Cũng không biết, chưa biết. Biết sao giờ? Không biết đi đâu luôn. Ừ. Còn thẳng từ từ mình kiếm làm sao chứ. Chú có đất cát gì không? Không. Ta có đồ ở đây. Dạ. Hoàng anh cha mẹ đó nghèo, rồi mất hết rồi. Và tôi cũng như là một con. Trớn thêm mà mướn, mà thuê lắm, có bệnh cả mà mướn. Ở xuống chạy của tôi ở cái nhà đó, ở chung với em. Dạ. Còn em nó chưa vợ được. Còn em nó chưa vợ. Dạ. Còn giờ nó có vợ, con ở chung với khó đập. Tôi cũng chỗ có ở người thì nó ở. Nhà đó hồi đó cũng ông già để lại nó mà tôi rồi đó nó chưa vợ rồi được rồi có vợ thấy khó khăn rồi chứ. Dạ. Ở dưới này thì vật dụng của chú thì chú để dưới này hả? À? Ừ. Gia tài của chú là chỉ được một cái chiếc giường này đó hả? Ừ. Dạ, đúng chú rồi. Có nghiện rượu không? Không. Không hả? Thấy nhiều cho khách khứa bạn bè lâu lâu uống lần cũng có vậy mà ở hấu rượu. Dạ. Ừ, tôi cũng hơi ý mình. Dạ. Tham không chơi tôi ở không có tham chơi ở bên chú khuya cũng bình Đức ông ở châu Âu mà Đức bên á. Dạ dạ dạ, dạ rồi dạ dạ con cảm ơn chú kia quay cũng cỡ tổ như chú. Dạ tại sao cái này nó lại đen như thế này chú hả? Chú đốt đèn dầu đúng không? Đốt đèn dầu là một hai chùm củi khói đóng chùm củi khói nó lên làm cho những cái vợ cầu này nó bị đen này. Bị giấm khói không sao là chú chụm cái bếp củi này nên nó bị đen đóng khói ở trên ngay cả cái miếng này nè. À rồi đó đúng đóng khói đó. Còn nãy chú còn ốm quá chú hả? Trước giờ chú dậy hay sao? Hồi đó thì cũng mập với nãy già với lại mà uống bất thường, đau khổ. Dạ chú nói lớn tiếng hơn chút. Hồi đó cũng mập hơn giờ lắm. Hồi đó còn nhỏ tuổi là một hai bây giờ lớn tuổi già đó. Ăn uống cũng bất thường. Ra, nó bỏ. Hàng ngày mà khi mà chú không bán vé số thì chú ăn cơm bằng gì? Cũng nhiều thứ cũng có tiền thì mua có lên cái hàng chó thì con hô vậy ăn còn nói không có mò ốc. Mò ốc ăn? Ăn rất là bụng quá. Như hả? Tại nhóc ốc. Chú ăn ốc đắng hả? Ốc đắng, ốc bùi vàng. Ốc bùi vàng chú cũng ăn luôn. Ăn luôn. Rồi cái con kênh này là cái cây cầu này của người ta bắt. Rồi chú chiều chú xuống đây chú tắm rửa vệ sinh ở dưới này. À. Vậy bắt trong cộng ai đi. Dạ. Bà chị với bà chủ tiệm nó bắt cái trong cộng ở nay nó đi. À cái cầu đó ai muốn đi đi. Ai muốn đi. Chú chiều tắm ở dưới đó. Nước lớn nó bò đó, nó uống có chỗ ngồi chứ chú ngồi. Nước lớn. Dạ. Nó đồng cái khác vậy. Cái thùng bơi đó là chú để uống nước đó. Nước. Quá khổ. Khổ lắm. Không có hàng luôn. Rồi con cảm ơn chú ơi, hôm nào con sẽ quay trở lại chú một lần nữa. Dạ dạ. Và dạ. Đáng tiếc là con không có số điện thoại của chú để cho mọi người biết để mà liên hệ. Không có tiền mua. Rồi người ta thì chú cứ đi bán vé số, rồi khi nào người ta muốn liên hệ chú thì người ta sẽ tìm đến đây. Thường thì chú mấy giờ chú có ở nhà? Thường thường cũng chiều cả 3 giờ 4 giờ. Ở 4 giờ. 4 giờ chú có ở nhà. 4 giờ chiều là chú có ở nhà cho đến tối luôn. Dạ. Chú ăn cơm chưa chú? Hồi sáng ăn rồi, ăn không có ăn. Cũng hết ốc, chưa có mò là cá nước lớn rồi mới gần. Dạ. Không có tiền mua cá ăn. Không có tiền mua cá ăn luôn. Thì mà ở đây là cái cầu Thiện Mỹ và ngôi nhà của chú thì nằm ở dưới dạ cầu như thế này. Và nhìn vào đây thì thấy có một cái giường là nơi chú để chú nghỉ sau những cái ngày dài đi bán vé số. Và bên đây là cái miếng bạc. Cái miếng bạc này thì nó bị 5 tháng thì nó bị gách rồi. Và bên đây thì có một cái nồi để chú nấu nước hay là nấu cơm. Ở đây thì không có điện nên chú sẽ thắp đèn dầu. Thắp đèn dầu để mà cung cấp ánh sáng cho chú. Và đây đó là những cái vật dụng mà chú sống hàng ngày. Và cái con nước, con sông này chú dùng để sinh hoạt tất cả mọi sinh hoạt như là nấu nướng thì và tắm rửa thì chú thường sinh hoạt bằng cái nước sông như ở nè tới này.
chúng ta thấy nước sông vào đây là cái mùa nước nổi nên nó đã đục và bị ô nhiễm rồi. Đây là cái con cầu này nó bắc ngang, còn gọi là cầu Dàm Mơn hay là cầu Thiện Mỹ. Thì khi những cái chiếc xe chạy ở trên này mà những cái chiếc xe nhỏ đó thì nó sẽ không rung cái cây cầu, và khi mà những cái chiếc xe lớn chạy thì nó sẽ âm thanh xe với lại nó sẽ làm nhịp của cây cầu rung, gây cho chú cái cảm giác khó ngủ. Thì các bạn cô chú anh chị thấy được thì hãy tìm đến hoàn cảnh của chú để mà biết, để mà giúp đỡ cho chú con 68 tuổi ở cầu Dàm Ơn, huyện cầu Dàm Ơn, xã Mỹ, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Chú, đó là cái ngôi nhà của chú, nhìn hướng từ hướng bên phải qua thì chúng ta thấy là nó trống trơn, tất cả các mặt thì chú chỉ duy nhất là cái tấm màn ở bên đây, bên kia là một cái tấm bạc màu xanh ở bên, với lại chúng ta thấy ngôi nhà của chú phóng gần lại nhìn từ xa như thế này. Đây là hình ảnh chú còn gầy gòn 68 tuổi.